Mai Anh thừa nhận bản thân thiếu tự tin và thuyết phục bà Lan ủng hộ mình. Mai Anh, Minh Thu đến thăm bà Lan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, tranh thủ nói về chuyện của mình và Gia An, Lãnh Thanh. Cô biết bà Lan nhận mình vào công ty làm là để tạo điều kiện cho cô gần gũi với Gia An. Mai Anh tỏ ra cảm kích vì biết bà Lan thương mình, giúp mình rất nhiều trong việc nối lại với Gia An và cô thừa nhận. Gần đây cháu không tự tin bà ạ. Chỉ khi vào đây cô mới nhận ra bản thân đã dựa dẫm vào bà nhiều như thế nào. Mai Anh khẳng định cô yêu Gia An và cũng yêu bà để thuyết phục bà Lan ủng hộ mình. Liệu bà Lan có nhận lời? Trước đó, bà Lan nhận Mai Anh vào công ty làm với điều kiện phải giữ chân Gia An ở lại công ty, không để cậu cháu nội theo đuổi những kế hoạch, sở thích kinh doanh riêng. Chí phân tích và góp ý Lan Chi không nên nuông chiều em họ như vậy, nhưng Lan Chi không nghe. Chí, Trung Dũng nghe Gia An, Lãnh Thanh nói, Mai Anh, Minh Thu được bố mẹ rất cưng chiều. Vì thế việc lập nghiệp, học hành xa nhà quá ư là bình thường. Chí còn biết Mai Anh được bố mẹ chu cấp tận răng. Lan Chi, Thục Anh cho biết, bố mẹ Mai Anh rất bận nên chỉ có việc bắn tiền vào tài khoản bất cứ lúc nào kèm theo lời nhắn con cứ tiêu pha thoải mái. Hết bố mẹ lại cho. Lan Chi hỏi Chí, còn những lúc ốm đau, bệnh tật, thất tình, chỉ có tiếng tinh tinh từ tài khoản liệu có vui nổi không? Chí vẫn giữ quan điểm, không phải vì thế mà Lan Chi quá nuông chiều Mai Anh được. Chi cần phải biết việc nào đúng, việc nào sai mà khuyên bảo em họ. Mai Anh là em họ và cũng là người thân duy nhất, nên Chi khẳng định chắc chắn cô sẽ ủng hộ tất cả những gì Mai Anh muốn.